giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu Trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm 27 Xin chào các bạn Chúc mọi người một buổi chiều tốt lành Chúng ta vừa mới giảng đến Cái thang chốt thứ tư của cầu học vấn là phải biện rõ Ở những chỗ nào phải biết Phân biệt biện rõ đúng sai gì Trước tiên chúng ta vừa mới nhắc đến Cần biện rõ thế nào là thiện ở trong quá trình của chúng ta vừa mới nhắc đến Từ lúc khởi đầu phải từ căn bản của thiện Mà phân biệt thiện Căn bản ở đâu vậy? Ở chủ tâm Từ động cơ của họ Chủ tâm của họ mà có thể biết được họ là thiện thật Hay là thiện giả Từ chủ tâm và động cơ của họ Có thể biết được là chân thiện hay là giả thiện Chúng ta mới không bị phán đoán sai lầm Bởi vì nhìn sai một con người có ảnh hưởng Đối với cuộc đời không gì Ảnh hưởng rất lớn Cho nên rất nhiều người bởi vì Trong đời nhìn lầm một con người Mà mấy mươi năm nỗ lực Đều bị quỷ hoại trong chốc lát Mà những người bị quỷ hoại trong chốc lát này Họ sẽ như thế nào gì Sẽ quán trời Trách người Ăn năn Hối hận như vậy có giúp ích hay không không có ích gì nhìn lầm người không sao hiểu rõ được nguyên nhân của nhìn lầm đứng lên làm lại từ đầu đời người chỉ cần có khởi đầu thì sẽ không sợ quá muộn chỉ sợ khi cả đời đi và đi trong mơ hồ không rõ ràng minh bạch cho nên năng lực nhìn người nhất định phải học cho tốt cái gọi là nam sợ đi sai nghề Không chỉ là phải phân biệt ngành nghề đúng Ở trong ngành nghề tốt Mà còn phải theo đúng người lãnh đạo Như vậy bạn cả đời mới không bị đi sai đường Bạn cả đời mới có thể có được dự dắt rất nhiều Đề bạc rất nhiều Cho nên phải theo đúng người Nữ sợ gã lầm chồng nếu như bạn phán đoán sai lầm rồi, có thể cả đời bạn cũng sẽ cảm thấy rất bất lực. Nhưng mà bất lực không phải thái độ chính xác của đời người. Rất nhiều người nói thế tôi cũng đã kết hôn rồi, không kịp rồi. Học vấn của thánh nhân là từng giây từng phút đều có thể kiến cuộc đời của bạn từ trạng thái không tốt đạt đến trạng thái viên mãn. Đây gọi là học vấn cho nên khi cuộc sống chúng ta đã rơi vào thế nghịch rơi vào trạng thái không tốt vào lúc này bạn phải bảo với chính mình lòng dạ chí thành đá cũng tan chảy thưa các bạn tình cảnh của bạn có thê thảm giống như đại thúng như vậy hay chưa đại thúng là ngay cả cha mẹ cũng muốn hại chết ông xin hỏi cái tình cảnh này của bạn có thê thảm hơn đại thúng hay không cuối cùng đại thúng có thể sống cuộc sống đầy ý nghĩa sống hạnh phúc mỹ mãn không chỉ gia đình của mình hạnh phúc còn khiến mọi người trong nước đều cảm động và khâm phục đức hạnh của ông tiến tới nâng cao đức hạnh hiếu thuận cha mẹ bởi vì đạo hiếu của đại thúng là xếp ở hàng đầu cho nên thân tắng ngã hiếu phương hiền đại thuấn dùng tâm chân thành của ông đã cảm động cha mẹ đã cảm động tất cả thần dân của ông cho nên chúng ta đừng sợ tình cảnh cuộc đời này là khó vượt qua chỉ sợ chúng ta không có chân thành chỉ sợ học vấn đạo đức của chúng ta không có nền tảng chỉ cần có học vấn có trí huệ thì cuộc đời bạn đều có thể sống rất có ý nghĩa Nhìn người cũng phải từ căn bản thiện ác mà nhìn Tôi thường nêu một cái thí dụ Cần cù có tốt hay không? Tốt Bạn có tin rất nhiều người một ngày làm việc mười mấy giờ Nhưng mà bạn phải biết động cơ gì khiến họ làm đến mười mấy giờ vậy cho nên vẫn là phải xem chủ tâm và động cơ bạn xem rất nhiều người nam dốc hết sức vì cái gì vì danh vì lợi vì cờ bạc rượu chè trai gái đều có cho nên bạn thấy họ rất siêng năng làm việc bạn liền nói họ là tốt vì chúng ta không có trí huệ phán đoán không có nhìn từ căn bản chủ tâm bạn không nên nhìn thấy một người nam liều mạng làm việc bạn nói quá tốt rồi ta phải gả cho anh ấy cuối cùng sau khi bạn gả cho anh ta rồi cũng là liều bạn giúp anh ta kiếm tiền nhưng không phải sự nỗ lực của anh ta là vì hiếu thuận cha mẹ sự nỗ lực của anh là vì muốn khiến cho vợ con có cuộc sống tốt đẹp mà anh ta chỉ hy vọng đứng trước mặt người khác anh vỗ ngược tôi có xe hơi xịn tôi có biệt thự sang trọng anh ta sợ người ta coi thường anh cho nên nhất định phải xem chủ tâm của làm bất cứ việc là gì bạn nhìn người sẽ không đến nỗi nhìn lầm chúng ta muốn thử hỏi động cơ mỗi ngày nỗ lực học bài của con cái chúng ta là gì nếu như động cơ nỗ lực mỗi ngày của con cái là cha mẹ tôi vất giả như vậy tôi nhất định làm cho họ yên tâm nếu như con cái bạn có loại chủ tâm này thì bạn đời này yên tâm khỏi lo nhưng mà chủ tâm của con cái là tôi thì thi tốt thì cha tôi sẽ cho tôi 50 đồng, sẽ cho tôi 100 đồng. Thế thì bạn lo lắng rồi. Bạn thật không nên thấy con của tôi rất nỗ lực tôi rất vui mừng. Chủ tâm sai là sai đến cùng. Được mấy người hiểu chứ. Có một quyển sách tên là cha nghèo, cha giàu. Sách bán chạy nhất rất nhiều cha bè đổ xô vào để xem vì sao vậy bởi vì nó là sách thịnh hành người hiện nay sách cũng tốt ca hát cũng tốt đều không biết cái sách và ca này có tốt hay không chỉ cần mọi người đều hát đều xem họ chỉ sợ người ta cảm thấy họ không biết cho nên nhanh chóng mua về xem thật ra sách bán chạy nhất hiện nay có khả năng là ô nhiễm nghiêm trọng nhất bởi vì sách bán chạy nhất hiện nay Phần lớn đều là bàn chuyện thị phi Ân oán Của người ta Bởi mất chuyện riêng tư của người ta Bạn xem cũng bị đó làm ô nhiễm Có ai không vậy Cho nên bạn xem hiện nay Tại sao tiếp tục tin tức thời sự TV Đều đưa lên cái gì vậy Hoàn toàn không có thấy đưa người thiện Làm việc thiện 50 năm 50 năm như một ngày bao giờ Có đưa lên hay không vậy Rất ít Trái lại là người giết người phóng quả Họ chạy đến để phỏng vấn người ta Khiến cho những đứa trẻ đầy cũng xem họ là anh hùng Cho nên bạn xem Người không biết phân biệt Tôi đã từng nhìn thấy một bài báo Trong lòng tôi Vô cùng lo lắng Một bài báo lớn như vậy 70% là đăng trọng tội tử hình Còn đem quá trình giết người như thế nào Giết lại rất Rõ ràng Cuối cùng một bên góc nhỏ của nó Có đúng một ô như thế này Giết có một ông lão năm sáu chục Năm xây cầu đắp đường Mà không để người khác biết Người thiện lớn cỡ này bao nhiêu Chừng này Người ác lớn như thế này bao nhiêu Bảy mươi phần trăm đều là giết về họ Điên đảo rồi Rốt cuộc ai là anh hùng Người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là anh hùng Người trung hiếu, nhân, nghĩa Còn bị người ta cười Hiện nay vẫn có người làm việc này Hiện nay vẫn không nhặt của rơi Thật ngốc, không biết chiếm làm của mình Cái thời đại này đáng buồn Không thể duy trì được nữa rồi Chúng ta phải ra sức Cứu giảng Phải có sứ mệnh kéo trở lại cho nên lựa chọn sách vở quan trọng ta phải biết phán đoán người cầu học vấn không nên dùng tâm hư dinh để cầu học vấn vẫn sợ người khác không biết mình chưa xem cuốn sách này không nên so với sách bán chạy nên so với kinh điển mấy ngàn năm không ngoại bạn có đọc qua chưa hai ba câu ở trong kinh điển bạn có thể áp dụng thực tiễn bảo đảm bạn họ dụng suốt đời mà những sách bán chạy này sau khi xem xong chỉ có thể khiến cho tâm của bạn hưng phấn nhất thời thậm chí là lo lắng chồng mình thế nào rồi lo lắng cả một lô gì đó lo lắng con cái lại gây chuyện gì người hiện nay có ai xem rất nhiều sách cảm thấy tinh thần sáng khoái hay không tôi còn nhớ tôi lần đầu tiên đến hồng kông Đúng lúc là tháng 10 đến Hồng Kông Ở trong thang máy Từ từ ngồi dậy Nhìn thấy một cuốn sách tên là Cái đồ đàn ông này Nội dung vẫn chưa xem Nhìn thấy cái tên sách này cảm giác thế nào vậy Đối với đàn ông mà nói Cảm thấy mình bị coi thành đồ vật Là đã không tôn trọng người rồi Tiếp đến Người nữ thấy cuốn sách này đảm bảo sẽ như thế nào Mỗi ngày nơm nớp lo sợ Cho nên sách hiện nay là chỉ sợ thiên hạ không loạn Đánh vào cảm xúc của con người Chứ không phải xây dựng lý trí cho bạn Cho nên xin thưa với các bạn Phải biết chọn sách Phải có sức phán đoán Phải biết phân biệt tốt xấu mới được Cái quyển sách Cha nghèo cha giàu này dạy người ta điều gì vậy Vậy phải khiến trẻ em biết quản lý tiền bạc từ nhỏ Cái phương pháp này không có sai Nhưng mà quản lý tiền bạc như thế nào Đó là điều quan trọng Cuối cùng ở trong sách hướng dẫn Bảo trẻ nhỏ làm việc nhà Bạn mới cho nó tiền Để nó quản lý tiền bạc Nghe ra thấy không sai Nhưng mà bạn phải nhìn thấy được Cái sự việc này Sau khi làm rồi Chủ tâm của trẻ là gì Vẫn cứ làm tiếp cái động tác này Thì di hại gì sau sẽ là gì Bạn phải thấy ra được Cuối cùng có bà mẹ sau khi mua xong Trong tâm bà nghĩ Con gái ta là lười biếng nhất Cho nên cái phương pháp này Cần phải làm cho nó lập tức trở nên rất siêng năng Cho nên sau khi trở về Cô liền trình trọng tuyên bố Con gái Con giúp mẹ rửa một lần chén Mẹ cho hai đồng Giúp mẹ giặt quần áo Mẹ cho ba đồng con gái vừa nghe xong Mắt bỗng nhưng bừng sáng Trong tâm nghĩ Trong tâm nghĩ là không phải giúp mẹ Trong tâm nghĩ ta có thể đi mua những món gì Bắt đầu dốc sức làm việc Mẹ của em nghĩ quá tốt rồi Con gái tôi lập tức trở nên siêng năng như vậy Có phải thật sự trở nên siêng năng không? Cho nên người hiện nay đều không có nhìn thấy chân tướng Chỉ nhìn thấy những thứ rất bên ngoài Đây là giải quyết vấn đề triệu chứng Chứ không giải quyết vấn đề căn bản Cho nên người không khai trí huệ Ở bề ngoài thấy là giải quyết vấn đề Nhưng trên thực tế là tạo ra càng nhiều vấn đề hơn Người mẹ này sau đó chạy đến tìm tôi Cô nói phiền phức rồi Tôi bảo con gái tôi làm Nó trong một tuần lễ lập tức trở nên rất siêng năng Tôi còn trả cho nó không ít tiền Cuối cùng sau một tuần lễ rồi Có một hôm tôi thật sự rất mệt mỏi Tôi liền nói với con gái tôi Mẹ mệt như vậy rồi Con hãy giúp mẹ đem quần áo đó giặt rồi phơi lên đi Mẹ sẽ cho con hai đồng Con gái cô nhìn cô Con hôm nay cũng rất mệt Con không kiếm tiền nữa Mẹ của nó mới bỗng nhiên tỉnh ra Thấy cái phương pháp này sai rồi Gia đình có phải là chỗ bàn chuyện lợi hại hay không? Là chỗ bàn chuyện lợi ích hay sao? Sai rồi ở trong gia đình là bàn chuyện cho đi Là bàn chuyện bổn phận Là chỗ bàn chuyện dụng tâm Là chỗ bàn chuyện quan tâm Ngay cả gia đình Nơi ấm cúng như vậy Mà bàn chuyện lợi hại Thì cái xã hội này thật sự là Không biết sẽ biến thành cái gì Ngay cả con cái giúp đỡ cho cha Còn phải nói với cha Nào hai đồng Thế thì không thể tưởng tượng rồi Cho nên chúng tôi Đã từng làm một cái hoạt động Ở trong dạy học Chính là diễn một vở kịch Đúng lúc Đứa bé này đã làm một số công việc Liền xin tiền mẹ Cậu đã cầm một tờ quá đơn Xin tiền mẹ cậu Đã rửa mấy lần chén được mấy đồng Đã giặt mấy lần đồ được mấy đồng Liền đem đưa cho mẹ cậu sau đó mẹ cậu cũng đem cho cậu một tờ khóa đơn Bà nói Mẹ mang thai 10 tháng Không cần tiền Lúc mẹ xin bị mổ một dao Không thu tiền Không cần tiền Mẹ đã nấu Mấy trăm bữa mấy ngàn bữa cơm Không cần tiền Mẹ đã lo lắng bao nhiêu Giật bao nhiêu quần áo cho con Thấy đều không cần tiền đã giúp con mua bao nhiêu bộ quần áo tất cả đều không cần tiền đứa bé này sau khi nghe xong tự mình thấy rất hổ thẹn cho nên gia đình là nơi cần mỗi người dùng tâm để cho đi gia đình là nơi hình thành một con người biết làm tròn trách nhiệm biết cảm ơn biết nhớ ơn cho nên xin tôi với các bạn Thật không nên học lung tung Rất nhiều sách bạn không được cầm lên liền lập theo ngay Vẫn là phải tuân theo Giáo huấn thánh hiện Nếu không bạn sẽ bị thiệt thòi to lớn đó Đợi đến khi bạn phát hiện sai Sau đó kéo trở lại là bị trễ rồi Cho nên có một câu nói hơi khó nghe Nhưng mà rất thực tế nói là không nghe lão nhân nói thiệt thòi ngay trước mắt ai là lão nhân vậy có thể gọi là lão được không phải là người bình thường lão là tiếng tôn xưng cho nên chúng ta chỉ có một vị lão tử là bậc thánh triết rất có trí huệ cho nên lão nhân là chỉ bậc thánh hiền có trí huệ chân thật chúng ta cần tiếp nhận lời giáo huấn của họ Tôi thường thường đến một nơi nào đó liền đi viếng thăm bậc Thánh Triết Lưu danh sử sách của nơi đó Và họ luôn luôn Đều để lại một số giáo huấn Cho đời vô cùng sâu sắc Cho nên chúng ta Phải biết đứng trên vai của người khổng lồ Mà mới có thể nhìn được xa hơn Cho nên sau này Ra ngoài đi du lịch bạn thật không nên lên xe liền ngủ xuống xe đi tiểu mua thuốc khắp nơi hỏi chúng ta cái gì cũng không biết người xưa chỉ vậy đi một ngày đàn học một sàng khôn mỗi khi đến một nơi nào nhân dân cũng tốt tự nhiên cũng tốt đều có thể khiến bạn được nhắc nhở vô cùng nhiều được gợi mở cuộc sống vô cùng nhiều Cái này cần bạn có cái tâm ham học. Chúng tôi xin nhắc lại, người là thầy, trời đất dạng vật cũng là thầy. Tôi lần đầu tiên khi lên núi Thái Sơn, tôi rất cuộc hiểu ra một câu nói. Vì sao gọi là những như núi Thái Sơn? Cái này thật không thể dùng để giác. Tôi vừa bước xuống nhìn thấy, Thái Sơn không phải rất cao. Nhưng mà cái chân núi Thái Sơn đó Chân đế bằng gì nhìn thấy là cảm thấy không thể nào di chuyển nó được Rất vững Vì nhìn thấy tâm liền tỉnh lại ngay Thế núi Thái Sơn vững như vậy Cuộc đời chúng ta có vững hay không? Đời người vững ở chỗ nào? Vững ở chỗ bạn có đức hạnh Vững ở chỗ bạn có trí huệ Thì bạn đời này đã đứng ở trên đất Bất bại rồi Bạn có đứng hay không vậy? con cái của chúng ta có đứng hay không làm thế nào khiến cuộc đời của con cái vững như núi thái sơn đây là điều quan trọng cho nên vậy con cái điều quan trọng nhất chính là đức hạnh để có thể đặt nền tảng cuộc đời của nó vững vàng xin thưa các bạn hôm nay lúc trở về hãy vào trong công viên cửu long Bách bộ một lát Thật sự phong thủy trong công viên cổ long quá tốt Cây cổ thụ chọc trời quá nhiều Xin hỏi những cây cổ thụ chọc trời này Vì sao có thể đứng cao như vậy Bạn xem cái rễ của chúng Bạn chỉ nhìn thấy liền cung kính nể phục Cái rễ đó Hoàng ngoèo đang xen bám thật là vững chắc Cho nên muốn khiến cuộc đời các em Phát triển cao cỡ nào Gốc rễ ở chỗ nào vậy ở góc rễ bám sâu được bao nhiêu cho nên chúng ta từ chỗ này hiểu được tất cả đều có thể học tập nhất định phải nghe lời lão nhân nhất định phải nghe ngôn ngữ của trí huệ bạn mới có thể biết phân biệt thật giả biết phân biệt cái sự việc này sau khi làm rồi có thể để lại vấn đề di hại nghiêm trọng hay không cho nên rất nhiều sách bạn phải biết phân biệt không nên cầm lấy liền dùng ngay cho nên trẻ nhỏ hiện nay là sản phẩm thực nghiệm lấy của italia của liên xô của đức đem ra để dạy học trò xin hỏi lịch sử của quốc gia nào đã từng vượt qua mấy ngàn năm vậy cho nên chúng tôi nói người trung quốc thực sự cần tĩnh tâm lại không nên làm chuyện ngu ngốc chuyện quan đường như vậy và họ tất cả hiện nay là đều đang hướng về phương đông để tìm phương pháp giải quyết vấn đề xã hội gia đình cho nên bất kỳ một cái ngôn ngữ động tác nào của bạn Chứ dù bạn là tâm thiện muốn làm Bạn cũng phải cẩn thận cân nhắc nó Có ảnh hưởng không tốt gì sao hay không Cho nên chúng tôi nói tán thán người khác Cũng phải xem tình hình Phải xác định họ đích thực là người tốt Bạn mới được tán thán họ Bạn đã xác định người này lời nói đi đôi với việc làm rồi Bạn mới được tán thán họ vì sao vậy nếu như bạn vẫn chưa có nhận biết rõ ràng sau đó liền tán thán họ thế thì những bạn khác vẫn cho rằng họ là người tốt cuối cùng đến khi họ lại nghĩ người bạn này nói tốt chính là người tốt cuối cùng anh ta bị lừa rồi thế làm thế nào cho nên tôi ở trong quá trình phổ biến nhân hóa trung quốc rất nhiều đoàn thể tìm chúng tôi mời tham gia tôi từ trước đến giờ đều không tham gia vì sao vậy bởi vì chúng tôi chưa xác định họ Có phải đích thực là Vì còn Dương dân hóa Trung Quốc hay không Tôi còn phát hiện rất nhiều người phổ biến Họ trên danh nghĩa nói dân hóa Trung Quốc hay Dân hóa Trung Quốc rất hay Nhưng mà lời nói họ nói ra không có một câu nào là dân hóa Trung Quốc Rất nhiều câu đều là của tâm lý học phương Tây Là treo đầu dê bán thịt chó Nếu như chúng tôi lại đi chụp hình với họ Chụp vào rồi Họ đem cái hình này Bạn xem ngay cả thầy Thái cũng rất quen với chúng tôi Cho nên thầy cũng rất giúp đỡ tôi Thế cái di hại này của bạn là lớn rồi Rất lớn rồi Cho nên rất nhiều việc quả thật sự là Cần nhìn xa một chút Nếu không có khi bạn là có thiện ý Mọi người đều là bạn tốt Chụp hình một chút Nhưng mà không phải nói chúng ta không muốn tiếp nhận họ Mà là suy nghĩ đến đối với quần chúng vì sao Tạo thành một số ảnh hưởng không tốt như vậy chúng ta sẽ có lỗi với những người này rất nhiều bạn sau khi tiếp xúc chúng tôi rồi lập tức liền nói thầy tái tôi muốn từ bỏ công việc tôi sẽ đi theo thầy cho nên tiếp nhận hay không nên hay không gì bạn nói họ chân thành như vậy liền tiếp nhận vì thì quá kích động rồi tình trạng gia đình của họ có cho phép hay không bạn phải suy xét tiếp đến họ là hưng phấn nhất thời hay là thật tình thế bạn vẫn là phải quan sát cho nên không phải không nhân từ mà một khi nhân từ có thể đến cuối cùng sẽ càng phiền phức lớn là phiền phức đối với họ đối với bạn cũng có chướng ngại rất lớn cho nên phàm việc gì phải bình tĩnh ứng đối trước tiên duy trì cái gì vậy duy trì khoảng cách không phải cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm duy trì khoảng cách là tiện bề để họ bình tĩnh tiện để cho bạn quan sát nếu như duy trì giữ khoảng cách như vậy thì sau 3 tháng họ không làm nữa đó là đại biểu cái gì cái tâm đó là gì là giả rồi chân tâm tuyệt đối thời gian không gian không thể nào thử thách được họ vẫn là duy trì cái tâm đó của họ cho nên người thật sự muốn làm việc tuyệt đối không cần cổ vũ Quá tốt rồi Xin hãy làm thêm một chút nữa đi Không cần Cần tìm là người thật sự có tâm Nhưng người thật sự có tâm Nhất định là có thể chịu được sự thử thách Cản trở của không gian và thời gian Ở trong ba nhà nho thích đạo của chúng ta Nhà nho Có một câu chuyện Dễ bề ngoài xem ra giống như là Thuận tiện cho người Cuối cùng Khiến cho nhãn hiệu của cửa Phật cũng chịu ảnh hưởng rất không tốt. Cho nên đây chính là phải phân biệt được, di hại mới được. Thời triều Thanh hoàng đế Thuận trị, ông cảm thấy học Phật rất tốt, cho nên ông liền mở cửa bất kỳ người nào cũng có thể xuất gia. Dùng tâm của ông, ông cảm thấy tốt, học Phật tốt, mọi người đều có thể xuất gia, tâm thiện mà đi làm chuyện đại ác vì sao vậy trước khi ông còn chưa có ra lệnh thì tất cả người xuất gia trình độ rất cao mỗi người phải đi thi một số kinh điển không chỉ là kinh điển nhà phật mà kinh điển thánh hiền trung quốc đều phải khảo thí cho nên thời đó của ông trình độ của người xuất gia so với những cử nhân thi đỗ này những người có học làm quan này học vấn ngang tài ngang sức thậm chí là rất nhiều người xuất gia học vấn hơn hẳn người trí thức cho nên trước đây người làm quyền lệnh người làm thái thú từng hay gặp phải vấn đề không thể giải quyết đến nơi đâu gì đến thiếu lâm tự lại không phải đi luyện võ đi đâu gì vào chùa phật tỉnh giáo những người xuất gia này bởi vì họ cũng là học đủ thứ thi thư cho nên tục ngữ nói Vô sự bất đăng tam bảo điệt Bởi vì bạn khi trèo lên Đi lên phải vài ngày Trở về phải vài ngày Với định là có việc Có việc cần tỉnh giáo người xuất gia Trước kia tổ chức rất cao Cho nên mỗi người đối với giáo huấn của nhà Phật Đều xin Khởi tâm cung kính Khi có tâm cung kính Thì tất cả lời chỉ dạy của Phật Đà Của những hòa thượng xuất gia này Họ bèn tính thọ phụng hành cho nên vào thời đó ba nhà nho thích đạo giáo hóa đem nhân tâm trung quốc giáo hóa vô cùng tốt cuối cùng hiện nay bởi vì hoàng đế thuận trị sau khi mở cửa mọi người đều có thể xuất gia lẽ ra phải chăm sóc vợ con nay bản thân họ trốn tránh trách nhiệm cũng chạy đi xuất gia tất cả vốn dĩ không có học thức sau đó mỗi ngày lại xiên ăn nhát làm Họ nói ta đi xuất gia là có đồ ăn Cho nên toàn bộ tố chất cao thấp Không đều Quá thật là có rất nhiều người có tâm Muốn đi hoàng dương Giáo huấn nhà Phật Rất nhiều người xuất gia Dùng tâm ở trong đó Nhưng mà chúng ta phải biết Tâm lý của con người là việc tốt che Việc xấu khoe Việc xấu khoe ra Chỉ cần ở trong 10 người Có một người không tốt thì toàn bộ hình tượng liền bị ảnh hưởng cái gì hại này là hoàng đế thuận trị ngay lúc đó lúc ra quyết định không có nhìn thấy nhưng mà cao tăng trong một hai trăm năm này đối với cái sự việc này đều cảm thấy vô cùng thương tiếc vô cùng thương tiếc cho nên con người trong lúc làm bất kỳ việc gì nhất định phải nhìn trước nhìn sau cân nhắc di hại thiện ngoài suy xét thật giả suy xét di hại ra đương nhiên còn phải suy xét rất nhiều phương diện bàn cái chữ thiện này bàn rất hoàn chỉnh ở trong gia quấn rất nổi tiếng của trung quốc chúng ta trong đó một quyển bàn rất rõ ràng gọi là Liễu Phạm Tứ Hướng Là một quyển gia huấn Do tiên sinh viên Liễu Phạm Triều Minh viết Và quyển gia huấn này Không chỉ lợi ích cho gia đình của ông Mà còn lợi ích cho hàng ngàn hàng vạn gia đình Cho nên quyển sách này Mọi người có thể để thăm mà xem Bởi vì chúng ta Mới học 10 ngày Tôi lại tiếp tục giảng tiếp Có thể chúng tôi liên tục 4.500 năm Cũng giảng không xong cho nên Một người học vấn có thể thành tựu hay không Tuyệt đối không phải nói do thầy giảng bài giảng hay Điều quan trọng hơn là gì Tự mình phải chủ động học tập Lợi sinh hành đạo Hành giải tương ưng Thì học vấn của bạn mới có thể nâng cao lên được Cái gọi là thầy chỉ dẫn vào cửa Tu hành phải dựa vào cá nhân Không thể cố ép được cho nên Bậc Thánh Hiền đã vào cửa rồi Dẫn dắt chúng ta vào cửa Giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền chúng ta đã cầm được trên tay trực tiếp sau đó tu hành Thì phải dựa vào chính mình chủ động Chúng ta trở lại bàn ở trong cái chữ thiện Người bình thường xem trọng nhất là Lớn hay nhỏ Cái gì là lớn Cái gì là thiện lớn cái gì là thiện nhỏ Một nhà doanh nghiệp Tài sản hàng chục tỷ Họ hôm nay đã hiến Một trăm ngàn Cặp vợ chồng nông dân rất giả dạ canh tác cả đời Tích cớp được một trăm ngàn Họ bởi vì Nhìn thấy quê hương họ xây một cái bệnh viện cảm thấy cái bệnh viện này có thể cứu được rất nhiều người cho nên họ đem một trăm ngàn mua một chiếc xe cứu thương dùng tích góp cả đời của họ để mua cùng là một trăm ngàn giống như nhau mà thiện lớn nhỏ có giống nhau hay không khác nhau rất lớn phước tích được cũng khác nhau rất lớn chủ tâm của nhà doanh nghiệp này rất có khả năng là ta quyên góp một trăm ngàn này ra Con có thể báo cáo nói Tôi tin họ gì đó đã quyên góp Một trăm ngàn Chủ tâm của họ có thể vẫn là Vì cái gì vậy Là vì danh lợi của mình Còn vợ chồng cụ già này Đem tài sản tích góp cả đời Của họ quyên góp niệm niệm là gì Cứu người Cho nên cái phần phước này Không có cách gì đo lường được Về trọng đạt triều tống có một lần có một cái nhân duyên lúc nằm mộng đã đi đến âm ti địa phủ vua diêm la nói với ông muốn thử xem thiện ác trong đời này của ông được bao nhiêu cho nên trước tiên nói nào đem ác của ông ra đây xem cuối cùng sổ sách ác đem ra như vậy là nhiều gần giống như một căn nhà vậy có nhiều hay không Ông là người có học còn nhiều như vậy Cho nên ông giật cả mình Ông nói Dù Diêm La ơi Tôi còn chưa đến 40 tuổi Sao lại có nhiều ác như vậy Diêm La nói Ác không đợi ông là Khởi tâm động niệm chúng tôi ở dưới đây Liền có ghi chép rồi Còn lợi hại hơn so với máy tính siêu cấp của thế gian Đều ghi chép lại rồi Bởi vì bạn khởi tâm động niệm Khi nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp bạn liền khởi ý nghĩ không tốt Nhìn thấy người khác có tài hoa Bạn liền đố kỵ Tuy bạn vẫn chưa có hại họ Nhưng mà đã tạo tác rồi Cho nên là nhiều giống như một căn nhà vậy Tiếp sau đó Du Diêm La nói Xong rồi thử xem thiện được bao nhiêu Cuối cùng thiện chỉ có bằng chừng này Giống như một đôi đũa vậy Vậy trong đạt này Xem xong từ mình cũng rất hữu thẹn nào đem cân ra để cân xem, cuối cùng khi cân lên, hình dạng ác bằng căn nhà kia trái lại nhẹ, cái hồ sơ thiện bằng cái đôi đũa này thì lại nặng. Vì trọng đạt nhìn thấy rất hiếu kỳ Nào nào để tôi xem xem cái hồ sơ này rút cuộc với cái gì. Cuối cùng khi mở ra là, bởi vì ông kiến nghị lên với vua, không nên xây cầu đá Tam sơn, cái công trình này lớn vô cùng nhất định là hao tiền lại nhọc sức dân nhất định phải khiến rất nhiều đàn ông trong hàng ngàn hàng vạn gia đình đều phải đi vào để làm việc cả gia đình bị ảnh hưởng nhân tâm sẽ bất an cho nên ông khuyên hoàng đế không nên làm cái việc này cái việc này chỉ là để cho những hoàng tử hoàng tôn này sống sung sướng một chút lại tạo thành đau khổ cho nhân dân vì trọng đạt nói xong Cái sự việc này hoàng đế lại không có nghe theo Tôi kiến nghị với ông ấy Ông ấy lại không tiếp nhận Sao lại có tác dụng thiện lớn như vậy Tiếp đó Vua Diêm La nói với ông Bởi vì cái niệm này của ông là vì ai vậy Khi niệm của ông ở muôn dân Cho nên cái sức mạnh thiện này Của ông rất lớn Cho nên xin thưa với các bạn Khi chúng ta niệm niệm nghĩ đến Là vì gia đình là vì xã hội chúng ta niệm niệm đều đang bồi đắp ruộng phước của mình nghĩa là ruộng phước là dựa vào cài cấy đất tâm tất cả ruộng phước không lìa lòng người không lìa cái tâm này của bạn từ trong tâm mà tìm từ trong tâm của mình mà dụng tâm mà quan tâm người khác mà giúp đỡ người khác tìm từ trong tâm thì không có gì mà chẳng thông bạn có cái thiện tâm này có cái tâm yêu thương rộng lớn như vậy thì phước phần của bạn nhất định có thể cảm ứng được cho nên chúng ta thiện lớn hay nhỏ phải bắt tay làm từ tâm lượng của bản thân thiện còn có thẳng còn có công còn có dơi còn có đầy còn có khó còn có dễ còn có ngay còn có lời cho nên ở trong liễu Phạm tứ huấn các vị có thể cố gắng đọc kỹ cuốn sách này chúng ta biện rõ về thiện đã báo cáo qua một chặng rồi tiếp theo đây chúng ta ở trong cuộc đời còn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề cần phải biện rõ phần trước chúng tôi có nhắc đến thành công là gì có cần phân biệt rõ hay không kinh doanh cuộc đời như thế nào mới là thành công mỹ mãn vậy cái này bạn phải biết rõ chúng ta ở phần trước đã nhắc đến rồi nhà doanh nghiệp có bốn loại vận mệnh thật ra tuy nói là doanh nghiệp đời người không ngoài bốn loại vận mệnh này kinh doanh cuộc đời bạn rốt cuộc phải kinh doanh như thế nào rốt cuộc bạn định nghĩa về thành công là như thế nào? Cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời, hạnh phúc cả đời của bạn và gia đình bạn. Sở dĩ bởi vì phần trước đã nhắc qua rồi. Chúng ta ở đây là không nhắc lại nữa, người hiện đại đối với đẹp xấu có biết phân biệt hay không vậy? Sao gọi là đẹp? có một câu nói nói là đẹp chính là trong tâm có yêu câu nói này có được hay không đây là nắm được gốc rễ của đẹp chúng ta chia đẹp thành hai loại một loại là gì vậy cái đẹp bên ngoài cũng phải có một tiêu chuẩn người hiện nay tiêu chuẩn đối với cái đẹp bên ngoài là gì gầy tôi thật sự nhìn rồi cảm thấy một chút cũng không thoải mái bạn xem mặt của người đó nếu như gần giống như trăng tròn xem ra rất dễ chịu và tướng mặt của trung quốc là rất có đạo lý tướng mặt của trung quốc là nhắc đến mặt của chúng ta nếu như rất gầy gò để biểu điều gì vậy không có phước người tại sao không có phước vậy ruộng phước do cày cấy đất tâm cho nên tướng do tâm sanh một người rất khắc nghiệt thì gương mặt của họ cũng sẽ càng ngày càng gầy không có phước cho nên các côn trị gia của chu tử nói khắc bạc thành gia lý do cũ hưởng một người khắc nghiệt lúc nào cũng so đo với chú với bác của họ người này lý không thể hưởng lâu được mặc dù họ tranh giành được một số tiền con cái của họ học được điều gì vậy học được khắc nghiệt thấy họ khai đau khắc nghiệt người đầu tiên hướng vào ai vậy sao các bạn biết hay vậy cho nên người tính thật sự là không bằng trời tính cho nên vẻ mặt của người hoa họ đều rất có đạo lý một người thật sự đẹp không phải bạn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đói sao có thể sinh ra mũi ra mũi mắt ra mắt loại đẹp này không thể duy trì lâu dài được chúng ta hãy nhìn xem rất nhiều người con gái bạn nhìn họ ánh mắt đầu tiên thấy rất bình thường sau đó nhìn lần thứ hai nhìn lần thứ ba càng nhìn càng đẹp đó gọi là gì vậy cái đó tiếng Đài Loan gọi là Sanh duyên Sanh duyên Càng nhìn cảm thấy họ càng có nhân duyên Càng nhìn càng dễ chịu Cái dễ chịu đó không phải biểu hiện ra từ trên mặt Từ đâu vậy? Từ lương thiện trong tâm của họ Bạn sẽ cảm thấy nói chuyện với họ Làm việc với họ là có cảm giác dễ chịu không tả được có một số người con gái, bạn nhìn lần thứ nhất thấy rất đẹp, nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ ba càng nhìn càng xấu. vì sao vậy? bạn thấy mắt của cô ta thường thường rất ngạo mạn, ánh mắt thường hay khinh người. bạn nhìn cô ta lần thứ hai liền cảm thấy cô ta rất xấu. vì sao vậy? nội tâm không lương thiện. cho nên một người con gái ngũ quan tiêu chuẩn đi nữa, cho bạn nhìn cũng không thể vượt qua một tháng. Sau một tháng thì nhìn vào đâu vậy Nhìn vào bên trong rồi Cưới một cô vợ đẹp đi nữa Có thể duy trì được bao lâu vậy Đẹp đi nữa Nếu như cô ta không lương thiện Bảo đảm ba tháng bạn sẽ nổi điên ngay Vẫn cho phép bạn ở đó thưởng thức Cho nên con người thật sự phải biết Cái đẹp chân thật ở chỗ nào Bạn ngay cả cái điểm này Cũng không biết thưởng thức thì sẽ phán đoán sai lầm cho nên đàn ông hiện nay có thể phán đoán chính xác hay không tiêu chuẩn cưới vợ của đàn ông hiện nay chính là xem có đẹp hay không cuối cùng sau khi cưới về rồi họ hối hận không kịp tôi có một anh bạn rất thú vị anh ta nói xem người con gái ăn cơm cảm thấy luôn một người vợ rất đơn giản bởi vì ăn cơm cũng có một chút xíu ăn thức ăn cũng có một chút cho nên anh ta cảm thấy nuôi một người vợ có lẽ không khó Cuối cùng sau khi cưới về rồi cảm thấy rất khó khăn Bởi vì ở trong tủ quần áo của vợ anh mãi mãi thiếu một bộ Cho nên anh biết cơm thì rất rẻ Nhưng mà quần áo thì rất đắt Khi người con gái không xem trọng bên trong mà xem trọng bên ngoài Người chồng như vậy bảo đảm sẽ mệt bở hơi tai Nhất định là lúc dắt vợ đi dạo Áp lực sẽ rất lớn Nhất định sẽ nói với cô ta là không cần không cần Tiếng Đài Loan không cần không cần Chính là không nên mua nữa Không nên mua nữa Không cần không cần, không cần, là, không không cần, không cần là Không nên mua nữa Không nên nghe sai Cho nên người con gái xem trọng bề ngoài Hay là xem trọng bên trong rất quan trọng nếu như người con gái xem trọng bề ngoài của mình Là làm khổ chính mình Người nữ xem trọng bề ngoài của mình Sẽ làm khổ chồng Làm khổ cha Làm khổ mẹ Hiện nay rất nhiều người con gái Quẹt thẻ Quẹt xong rồi Lương hết rồi Xin tiền ai vậy Ba ba à Hết tiền rồi Con muốn ăn mì ăn liền Muốn ăn mì gói Ba rất giận dữ đói Mỗi lần bảo mày không nên xài phí tiền Mày cứ xài phí vẫn chết đi được Tiếp tục móc tiền từ trong túi ra Có cách gì hay không? Cho nên người không có lý trí Một khi sai Là sai đến cùng Ngay cả mắt phải nhắm lại nói Con cái của tôi Vì sao bất hiếu như vậy chứ? Ngay cả nhắm mắt vẫn là hồ đà hồ đồ Cho nên nhất định phải có lý trí giáo dục con cái Khi bạn từ nhỏ chỉ xem động vẻ bề ngoài của trẻ Thế là bạn đã hại cả đời các em rồi Chúng tôi nhìn thấy hiện nay rất nhiều cha mẹ sinh con gái ra Cưng chiều, hết mực, mặc đồ cho nó rất đẹp Và cái rất đẹp này là tiêu chuẩn của ai vậy? Rất đáng lo cái đẹp này là tiêu chuẩn của xã hội Xã hội hiện nay là Y phục thế nào là đẹp nhất vậy Là thời thượng Phía trước phía sau đều sẽ hết Như vậy gọi là đẹp Trẻ con từ nhỏ Đã mặc loại y phục này Nó đã quen rồi Bạn đem cả đời các em chôn vào Nhân ác vô cùng Nguy hiểm Nếu như các em cảm thấy mặc thiếu giải là đẹp nó đã khiến người khác có tôn trọng nó hay không vậy không tôn trọng nó hơn nữa lại khiến nó chỉ chú trọng bên ngoài cuộc đời nó phần lớn thời gian không phải bồi dưỡng cho cái đẹp bên trong không phải nâng cao trí huệ cho nó là thường xuyên cầm gương làm gì vậy soi xem không chỉ soi chỗ này mà còn soi rất nhiều chỗ thế thì phiền phức rồi nó có thể bởi vì ăn mặc Khiến cho cuộc đời đó rơi vào rất nhiều tình trạng nguy hiểm Tập trung rất nhiều cái nhìn của người khác giới Chúng ta đều không có nhìn thấy vấn đề Di hại ở phía sau Mà cái đẹp của một người con gái Nghĩa là cái đẹp bên ngoài Có thể duy trì được bao lâu Có thể duy trì được 10 năm Đã là không đơn giản rồi Duy trì trong 10 năm này tôi tin là Kem diễn da không biết đã xoa mấy lọ rồi Mỗi ngày ở đó lo lắng mặt của tôi sẽ già đi Tôi lo sợ ánh sáng chiếu vào thì đã làm mất đi hiệu quả của kem diễn da này Cho nên tôi thường hay nói Người phụ nữ nào khi cười lên đẹp nhất vậy Là nữ sĩ hứa triết 106 tuổi cái nụ cười đó đẹp thật Khiến bạn chỉ nhìn thấy liền sinh ưa thích từ trong tâm Bạn xem Cụ 106 tuổi Nếp nhăn cũng không nhiều Khi cười lên giống như trẻ sơ sinh vậy Đó đích thực là vẻ đẹp tỏ ra từ trong ra ngoài Cho nên quan điểm gì Cái đẹp của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ Và hiện nay trẻ nhỏ cảm thấy cái gì là đẹp nhất nhãn hiệu nổi tiếng là đẹp nhất khi chúng cảm thấy nhãn hiệu nổi tiếng là đẹp thì đời này nó rất có khả năng biến thành nô lệ cho vật chất là nô lệ mỗi ngày chỉ vì muốn kiếm tiền mua đồ thì cuộc đời vô cùng nghèo nàn nếu như nó cảm thấy phải có nhãn hiệu nổi tiếng mới có thể hiển hiện cái đẹp của tôi phải có thân hình đẹp mới có thể hiển hiện vẻ đẹp của tôi thì đó sẽ đi chỉnh sửa sắc đẹp có phải không? cái mặt này vừa chỉnh chưa chỉnh còn được. chúng ta nói đạo tuân theo tự nhiên, vừa chỉnh như vậy, tuy xem ra cũng giống như hợp cái tiêu chuẩn đó, mũi ra mũi, miệng ra miệng, cuối cùng khi cười lên thấy chẳng thấy tự nhiên chút nào. khi cười lên sẽ khiến ta cảm thấy cái da đó của họ bị kéo lại. Chúng tôi thấy qua rất nhiều dạng nhân vật công chúng này Vừa nhìn không chỉ không cảm thấy họ đẹp Mà còn cảm thấy toàn thân không tự nhiên Cho nên người hiện nay càng sống càng điên đảo Vì dùng quần áo Vì dùng phấn son Mà giành được sự xem trọng của người khác đối với họ Sự tôn trọng của người khác đối với họ Có được không? Có được hay không vậy? Không thể được Cho nên bởi vì họ đã đem thời gian lãng phí Vào trong những thứ hư vọng Phù phím xa hoa Hư dinh này Cho nên nội tâm của họ Càng ngày càng trống rỗng Cho nên chúng ta thử xem hiện nay rất nhiều người Ánh mắt có thần hay không vậy? Không có thần Lúc mình ở đây mà giống như là mất hồn vậy Nhìn thấy người khác đến Có thể sẽ tán thưởng họ một chút lập tức sức chú ý mới quay trở lại bởi vì tâm trạng vui vẻ của họ đều xây dựng ở người khác có nhìn vào ta nhiều hay không đời người như vậy nhất định là không có vui vẻ gì để nói mỗi ngày đau khổ mỗi ngày luôn nghĩ họ vì sao không có nhìn ta phiền phức chết người đi được cho nên chúng ta nhìn thấy giá trị quan hiện nay Càng ngày càng lệch lạc Trong lòng chúng tôi rất lo lắng cho họ Ở trong Đệ Tử Quy có một câu nói là Duy đức học Duy tài nghệ Bất nhiên nhân Đương tự lệ Nhược y phục Nhược ẩm thực Bất nhiên nhân Giật sanh thích Điều chúng ta cần lo lắng là gì vậy Đức hạnh có tốt hay không Học vấn có tốt hay không cái này chúng ta cần nhanh chóng nỗ lực Và quần áo không có nhãn hiệu nổi tiếng Thức ăn không có sơn hào hải vị Không có sao cả Đây không phải là thứ quan trọng nhất của đời người Cho nên không nên so sánh tiền Không nên so sánh thức ăn Không nên so sánh quần áo So sánh cái gì vậy So sánh vẻ đẹp của nội tâm So sánh đức Chúng tôi nói với các em Có một bộ đồ Không cần tiền Không bị hư Không bị cũ Giả lại theo tuổi tác tăng thêm của bạn Cái bộ quần áo này càng ngày càng đẹp Càng ngày càng xinh xắn Khi bạn mặc nó vào Người khác đối với bạn đều vô cùng tôn kính Vô cùng cung kính Bộ quần áo này gọi là gì vậy? Bộ quần áo này gọi là thói quen tốt Đức hạnh tốt Có bị hư hay không vậy? Không hư Và lại càng ngày tuổi tác càng cao càng xinh đẹp Khi nhìn thấy càng xinh đẹp Cho nên chúng tôi nói với các em nhỏ Khi bạn làm được một điều của đệ tử quy Là bạn đã đang một đường kim Cho bộ y phục này rồi Mỗi khi làm được một điều Là đang một đường kim Bạn thấy đều làm được đó rồi Thì bộ y phục này đang vô cùng hoàn chỉnh Và khi một người thật sự có đức hạnh Thì không cần yêu cầu người khác Đến tôn trọng họ không cần người khác đến tán thưởng đến gần gũi họ tất cả bạn bè sẽ đến gần gũi bạn bởi vì họ muốn chân thật thân cận người nhân từ bởi vì họ cũng muốn nâng cao cái đẹp bên trong thật sự có thể khiến cuộc đời cảm thấy yên vui đầy đủ chính là đức hạnh cho nên vào lúc này bạn chính là nhân vật trung tâm bạn chính là ánh trăng một dần trăng sáng tất cả vì sao một cách tự nhiên sẽ chạy đến bên cạnh bạn cho nên thật sự có thể kết giao được bạn bè tốt thật sự có thể khiến người khác tôn kính bạn từ trong tận đáy lòng không phải nhãn hiệu nổi tiếng bên ngoài cũng không phải chỉnh sắc đẹp bên ngoài cũng không phải những hình thức bên ngoài này người nên sống chân thật Sống có chiều sâu căn bản làm người Cái bộ y phục này Chính là đức hạnh của chúng ta Cho nên đời người Nên theo đuổi chân thật Không nên theo đuổi hư huyễn. Tốt rồi bài học hôm nay chỉ dẫn đến chỗ này Cảm ơn mọi người No.